Nối tiếp chí hướng và lời căn dặn của cha là Chúa Tiên Nguyễn Hoàng, năm 1613, Nguyễn Phúc Nguyên kế vị, nuôi ý đồ dứt bỏ sự lệ thuộc vào triều đình Lê Trịnh. Nguyễn Phúc Nguyên là cái người mà thực hiện được cái di huấn của Nguyễn Hoàng. 22 năm trị vì ngôi chúa, một cuộc cải cách lớn được mở ra vào năm 1. Đã đem lại cho chúng ta những thay đổi về mặt chính trị, văn hóa, quân sự để tạo ra một sức mạnh cho đằng trong. Đó là những kỳ công của chúa Nguyễn Phúc Nguyên trong việc từng bước ly khai với triều đình Lê Trịnh ở đằng ngoài, nhằm xây dựng một vương triều độc lập ở đằng trong và lấy sông Danh làm ranh giới. Dấu mốc đánh dấu cho sự tuyệt giao này chính là bài thơ ẩn ý của chúa sãi dưới sự hiến kế tài tình của đệ nhất khai quốc công thần Đào Duy Từ, và đó cũng là bức thư bí ẩn thay cho lời tuyên chiến với đảng ngoài của chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Năm Đinh Mão 1627, nhằm dụ chúa sãi đưa đồ tiến cống cho nhà Minh. Ngay sau đó, Đào Duy Từ, vị quân sứ đắc lực của chúa sãi, liền đưa ra kế sách từ chối sắc phong bằng một bài thơ: Mâu nhi vô dịch, mịch phi kiến tích, ái lạc tầm trường, lực lai tương địch. Bài thơ được đặt trong chiếc mâm đồng hay đáy. Nguyễn Phúc Nguyên đấy được Đào Duy Từ như là vua thánh gặp tôi hiền, tìm được những cái bậc tài năng kiệt xuất mà lại cùng cái chí hướng như vậy. Năm 1630, khi thế lực đã đủ mạnh, chúa Nguyễn Phúc Nguyên quyết định tuyệt giao với Bắc Hà bằng việc cho tranh sứ đem phẩm vật ra kinh đô yết kiến chúa Trịnh, rồi tìm cách nhanh chóng trốn về phía nam. Nghi hoặc trước hành động của phái đoàn chủ Nguyễn, vô lệ cho người đập vỡ mâm đồng. Quả nhiên, thấy giữa mâm có đạo sắc phong do Nguyễn Phúc Nguyên trả lại cho vô lệ với bài thơ đầy ngụ ý, nghĩa là ta không nhận sắc. Nguyễn Phúc Nguyên lại chọn lựa đúng thời cơ, mà nhất là khi mình đã có được một cái quân sư hiểu biết như là Đào Duy Từ để giúp cho mình những phương lược tạo ra một sức mạnh có thể ly khai. Nền chính trị của Vô Lê và chúa Trịnh nó đang trên đà đi xuống. Chúa Nguyễn trong một cái tình thế không thể làm chủ toàn bộ đất nước thì tìm một cái cách ly khai. Thì điều đó nó phù hợp với xu hướng phát triển, quy luật phát triển của lịch sử. Trong suốt thời kỳ Trịnh Nguyễn phân tranh, sông Danh chính là nơi mà chúa sãi chọn làm ranh giới, nhằm ngăn chặn bước tiến của đoàn quân chúa Trịnh ở đảng ngoài. Dựa vào lợi thế che chắn của dòng sông này, hơn 300 năm trước, một hệ thống thành lũy kiên cố đã được chúa Nguyễn Phúc Nguyên cho xây dựng trên vùng đất Quảng Bình. Ở phía Bắc thì muốn là gì? Tìm cách là tấn sâu vào cái khu vực phía Nam. Trái lại đấy thì Nguyễn Phúc Nguyên đấy thì phải tìm cách là giữ cái vùng phía Bắc của mình. Cho nên đấy, cái gọi là sông Danh lũy thầy đấy nó mới ra đời trong cái bối cảnh như vậy. Con sông Danh là con sông của hận thù, là chia cắt, cũng như là cái lũy thầy là cái một cái công trình phòng thủ quân sự. Thì chúng ta chỉ thấy một mặt của vấn đề thôi. Nhưng cái điều quan trọng là gì? Là nó lại tạo ra được một cái sự ổn định giữa đằng trong và đằng ngoài. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên xưng là Sãi Vương, chọn làng Phước Yên, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền làm thủ phủ, ngày đêm trọng dụng nhân tài và toan tính cho một sự nghiệp lớn. Với tầm nhìn xa, chúa sãi đã dựa vào sông Danh và hệ thống lũy thầy lúc ấy nhằm gây trở ngại lớn nhất đối với thế lực nhà Trịnh. Không có một cái thành cao hào sâu nào mà tự nhiên nó tạo ra thuận lợi như là phần dẫu thêm hai cánh trường thành khó qua. Theo câu ca dao xưa được truyền tụng trong dân gian, nhiều người không khỏi ngạc nhiên tại sao chúa Nguyễn Phúc Nguyên lại không đặt hệ thống thành lũy ở phía nam của sông Danh, hay còn gọi là Đại Linh Giang, mà phải vất vả vượt qua núi Hoành Sơn và sông Danh hiểm trở ấy để đi tìm một vị trí đắp lũy khác.
việc xây dựng Lũy Thầy ở vị trí của nó bây giờ có ý nghĩa như thế nào đến sự tồn tại của chúa Nguyễn ở Đàng Trong? Chúng tôi tìm về với những dấu tích còn sót lại trên mảnh đất Quảng Bình. Những dấu vết xưa của năm chiến lũy trong hệ thống phòng thủ Lũy Thầy thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên để phần nào lý giải được điều này. Lũy Trường Dục bắt đầu từ núi Thần Đình, qua sông Long Đại, sông Kiến Giang và kéo dài đến phá Hạc Hải. Lũy này được đắp chỉ trong vòng một tháng bởi nó dựa trên nền lũy chấn nhân được đắp vào thời chúa Nguyễn Hoàng. Một năm sau, lũy Đầu Mâu được xây dựng. Tiếp đó, Đào Duy Từ đã chỉ đạo cho đắp lũy Trường Sa bắt đầu từ cửa biển Nhật Lệ đến đồi Cát Giao với ba xã Võ Ninh, Gia Ninh, Hải Ninh của huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình để phòng thủ mặt biển. Lũy chiến An Náu nằm ở phía bắc của sông Nhật Lệ. Đây là lũy chiến thứ tư có giá trị nghi binh nhằm báo động cho toàn hệ tuyến phòng thủ chuẩn bị chiến đấu. Gần 30 năm sau, ông Nguyễn Hữu Tiến, những người kế nghiệp ông Đào Duy Từ xây thêm một cái lũy nữa là cái lũy Trần Ninh. Cái lũy Trần Ninh là nối từ Cầu Dài đi ra vòng ra đằng sau thành Hồng Hới và đổ ra cái cửa phía bắc để khép kín cái hệ thống lũy này, bọc lấy cái cửa sông Nhật Lệ. Toàn bộ các sông đất nước Việt Nam thì chỉ duy nhất con sông Nhật Lệ là con sông chảy từ Nam ra Bắc. Có thể thấy hệ tuyến rất nhiều tầng lớp mà Đào Duy Từ tạo nên mang tầm chiến lược vượt lên thời đại. Với sự chi phối và hỗ trợ của các chiến lũy đã góp phần đẩy lùi bảy chiến dịch quy mô lớn của chúa Trịnh tiến vào đất Thuận Quảng. Trên vùng đất Quảng Bình ngày nay, thật khó để tìm lại dấu tích của những chiến lũy xưa. Trải qua những biến thiên của lịch sử, phần lớn các lũy này đã biến mất. Lũy Trường Sa bị vùi lấp bởi quá trình phong hóa của thiên nhiên. Con người và thiên nhiên tàn phá rất là dữ dội, nhưng dấu tích của nó gần như là nó vẫn còn trên địa hình. Trên cái chỗ đấy ấy, thì nó bọc lên những cái thảm thực vật theo cái hình thái đó. Trong năm chiến lũy ấy, Đầu Mâu Nhật Lệ kéo dài từ đỉnh núi Đầu Mâu đến cầu dài trên sông Nhật Lệ bấy giờ là lũy chiến duy nhất còn tồn tại. Không khó để nhận ra hình dáng của đường lũy xưa vẫn còn tồn tại sau hơn 300 năm. Vẫn vững chãi, nằm bên bờ nam của dòng sông Lệ Kỳ Hiền Hòa. Không khó để nhìn từ mênh mông biển cả, hải đăng Nhật Lệ vẫn hiện hữu giữa chừng khơi. Những dấu tích ấy cũng phần nào khẳng định vai trò của Lũy Thầy trong tiến trình trấn thủ đất Thuận Quảng của chúa Nguyễn Phúc Nguyên. Tiến sâu vào phương Nam, chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã chọn Quảng Nam làm trung tâm cho các hoạt động trao đổi mua bán để phát triển về kinh tế. Nơi đây có thương cảng Hội An đã được hình thành từ trước đó rất lâu. Trong nhiều thế kỷ trước, nơi đây từng là thương cảng trọng yếu của người Champa. Tuy nhiên, phải đến thời chúa Nguyễn Phúc Nguyên, với sự phát triển mạnh mẽ của Đàng Trong, Hội An mới trở thành một trung tâm mậu dịch lớn, với sự hội tụ của các thương nhân Trung Hoa, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Anh và Pháp. Chúa Phúc Nguyên là cái vị chúa của các kỳ công mở cõi, đưa cái vùng đất Thuận Hóa trở thành những cái vùng đất phát triển sôi động, thương cảng Hội An trở thành cái thương cảng quốc tế. Chúa Nguyễn Phúc Nguyên đã tự xưng là An Nam Quốc Vương, mở rộng thông thương với các nước khác trong tư thế là một người đứng đầu chính quyền độc lập. Đồng thời, chúa Sãi cũng đã đưa ra những cải cách đặc biệt để mở rộng mối quan hệ giao bang. Tam ty đã được thành lập, ba ty xã sai tướng thần và lệnh sự ty là điều hành được cái hoạt động của chính dinh Phú Xuân, rồi bắt đầu tỏa ra các cái dinh ở phương Nam. Như vậy về mặt thu thuế, kinh tế ổn định và từ đó nó phát triển cái sự vững bền về chính trị. Việc chúa Nguyễn Phúc Nguyên thiết lập các trạm thu thuế được coi là bước đi thành công nhằm cắm một cột mốc chủ quyền đầu tiên của chính quyền Đàng Trong
trên toàn vùng Nam Bộ. Cũng từ đó, cư dân Việt có cơ hội từ vùng Thuận Quảng vào sinh sống làm ăn ở Mô Xoài, Đồng Nai, Sài Gòn, Bến Nghé. Và nhanh chóng biến Sài Gòn, Bến Nghé trở thành trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, giữ vai trò quyết định trong công cuộc khai phá đất đai và xác lập chủ quyền Việt Nam trên cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Qua những cải cách toàn diện trên các lĩnh vực theo hành trình tiến vào Nam của chủ Nguyễn Phúc Nguyên, chúng ta cần nhận ra đầy đủ và chân xác hơn bức chân dung của một vị chủ Nguyễn kiệt xuất trong lịch sử dân tộc. Chúa Sái Nguyễn Phúc Nguyên qua đời vào ngày 19 tháng 11 năm 1635, hưởng thọ 73 tuổi, và con trai của ông là Nguyễn Phúc Lan tiếp tục kế nghiệp. Sự nghiệp cai trị Nguyễn sẽ đề cập đến điều này.